nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một lính hải quân. Người dạy tôi chính là ông nội. Bắt hải tặc là để cứu dân. Rồi tới khi một ngày tình cờ gặp hải tặc có tên là Sam, vì bên tổ đến tôi ngây thơ muốn trở thành vị quốc biển cả. Và tôi muốn ra biển phiêu lưu, và trên tàu có nhiều thủy thủ. Hoặc cái làng họ chữa tôi ngu, nhưng từng hải tặc làm tôi thích thú. Tôi vô tình nơi trái ác quỷ, nó khiến tôi thành người cao su. Người ăn vào sẽ bị nguyền rủa, nhưng sẽ không ngăn được chuyến phiêu lưu. Sao tặng cho tôi một cái mũ với câu nói để xa rồi đi nhanh. Đến khi nào nhóc là hải tặc thì hãy mang nó trả lại cho anh. Vì một lời ngăn đại của tôi, anh đã phải mất một cánh tay. Tôi sẽ không làm anh thất vọng. Đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại. 17 tuổi tôi bắt đầu ra khơi.